Em và em gái của em đã không nói chuyện với nhau suốt 10 năm nay rồi. Sống chung dưới một mái nhà, nhưng không nói chuyện với nhau trong suốt 10 năm. Bạn có thể hiểu đó là một cảm giác như thế nào không? Em ấy ở đâu là em sẽ không xuất hiện ở đó. Chúng em không thể cùng nhau ở một không gian chung. Lẽ ra bữa tối sum họp gia đình sẽ là một dịp vui, đúng không ạ? Thật không may là gia đình em đã không được trải nghiệm không khí vui vẻ này. Ví dụ, nếu em gái em dùng đồ dùng hoặc quần áo của em, hoặc em ấy dùng bút của em thì nhất định em sẽ bẻ gãy cây bút vì em ghét bị như vậy. Em sẽ vứt bỏ quần áo mà em ấy đã mặc của em. Em sẽ không bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì mà em ấy đã chạm vào. Từ khi còn nhỏ, sức khỏe của em gái em rất kém. Ngày nào nó cũng ho không dứt. Ho đến mức ban đêm em ấy không ngủ được. Vì vậy, mẹ em phải dành rất nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc em ấy. Lúc khoảng 7 hoặc 8 tuổi, em thấy là từ khi có em gái, em đã bị thiếu đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của mẹ. Và vì có em ấy mà mẹ em mới phải vất vả như vậy. Từ thuở nhỏ, trong những bức ảnh của gia đình, mẹ luôn là một bức tường đứng giữa hai chị em. Sự hận ghét của chị gái đã phá hủy 10 năm hạnh phúc của gia đình. Là em gái, em ấy sẽ cảm thấy như thế nào trong tình cảnh đó? Thực sự em rất đau lòng vì bạn bè của em đều có anh chị em. Và họ luôn chia sẻ về anh chị em của họ. Khi họ hỏi em những câu hỏi như tại sao tớ chưa bao giờ gặp chị gái của bạn, em không biết là mình nên trả lời như thế nào. Điều này khiến cho em thật sự đau lòng. Em nhớ là có một lần, một bạn hỏi em gái rằng, bạn có bao nhiêu anh chị em ruột? Em ấy trả lời là, một người bạn hỏi, là ai vậy? Em ấy trả lời, chị gái của tớ. Sau đó em ấy đã bật khóc. Em đã nhớ sâu sắc hình ảnh đó. Là một người mẹ mà phải tận mắt chứng kiến mâu thuẫn giữa các con. Nhưng cô ấy chỉ có thể ôm trọn nỗi đau trong lòng. Nhìn gia đình hàng xóm hòa thuận, anh chị em cùng chơi với nhau thật ấm áp biết bao. Thấy họ như vậy, tôi đau lòng lắm. Tại sao gia đình tôi lại không được như vậy? Tại sao gia đình người khác thì tràn ngập tiếng cười, còn gia đình nhà tôi luôn im lặng, lạnh lẽo, buồn tẻ và không có tiếng cười? 10 năm đó thật sự là rất đau buồn và khổ tâm. Vào tháng 7 năm 2016, em đã tham gia khóa tu sức khỏe và hạnh phúc 8 ngày. Trong khóa tu, chúng em được niệm Phật và được nghe sư phụ khai thị. Trong khi niệm Phật và nghe những lời khai thị của sư phụ, thật kỳ lạ là trong đầu em đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh về hành vi xấu mà em đã đối xử với em gái thơ dại của mình. Em bắt đầu thấy ân hận và ăn năn về những hành vi của mình trong khoảng thời gian đó. Em đã khóc không ngớt trong bất giác. Ngày nào em cũng khóc và vô cùng ân hận. Sau khi kết thúc khóa tu, em đã đưa ra một quyết định quan trọng. Nhất định em phải giải quyết mối oán hận của hai chị em trong suốt 10 năm này. Nhất định em sẽ bắt đầu nói chuyện trở lại với em gái mình. Cuối cùng, em đã nói những lời đầu tiên với em gái sau 10 năm không nói. Câu nói đó đã khiến cho mối quan hệ của hai chị em thay đổi một cách diệu kỳ. Em nhớ là hôm đó mẹ em không có ở nhà. Trước khi đi chơi, mẹ đã dặn em rằng, bố mẹ không có ở nhà, con là chị thì phải biết chăm sóc em gái của mình. Nếu ở nhà mà không có thức ăn thì con ra ngoài mua về cho em ăn. Hôm đó, em gái em đang xem TV ở phòng khách. Em đã đứng ở sau ghế sofa và đi lại lại trong ít nhất khoảng 30 phút. Thật sự là em rất muốn nói chuyện với em ấy, nhưng em không dám. Sau đó em thầm nghĩ rằng, không thể để điều này kéo dài thêm nữa. Không biết khi nào mới có cơ hội như thế này. Cuối cùng, em lấy hết can đảm và tiến lên một bước. Em ấp úng và bối rối không thốt thành lời. Sau đó em nói lắp bắp hỏi em ấy, em có muốn ăn gì không? Em nhớ mãi không thể nào quên được vẻ mặt lúc đó của em gái em. Em ấy trố mắt nhìn không nói nên lời và trả lời là không ạ. Kể từ khi tham gia khóa tu thiền, hai chị em đã hâm nóng lại tình cảm bấy lâu. Sau khi hai chị em nói câu đầu tiên với nhau, chúng em vẫn thấy rất khó xử vì cả hai chị em đều thường xuyên đến thiền đường, tham gia rất nhiều hoạt động của thanh niên.
chúng em thường cùng nhau lên kế hoạch cho các hoạt động hoặc biên đạo các buổi biểu diễn. Điều này giúp chúng em có nhiều chủ đề chung và hiểu nhau hơn. Vì có tu thiền mà những nút thắt giữa hai chị em đã được cởi bỏ, họ đã cùng nhau làm tình nguyện viên, cùng tổ chức các hoạt động ở thiền đường. Và mối oán hận suốt 10 năm qua của họ đã được hóa giải. Con xin lỗi mẹ con đã sai rồi ạ. Chị xin lỗi em, chị đã sai rồi. Kể từ khi tham gia tu thiền, mối quan hệ gia đình của chúng tôi đã được cải thiện. Tôi muốn cảm ơn Thượng sư Kim Bồ Đề đã truyền dạy cho chúng tôi pháp tu thù thắng này, giúp cho tôi tìm thấy một gia đình hòa thuận ấm áp. Vì vậy, bây giờ tôi là một tình nguyện viên dài hạn tại Bồ Đề Thiền Tu. Tôi hy vọng rằng có thể giới thiệu Bồ Đề Thiền Tu đến nhiều người hơn nữa, để mọi người đều được khỏe mạnh và hạnh phúc.